chưa có bồ. Quá đuối rồi. Alo. Sân bóng nằm trên đường Võ Thị Sáu, số tiền đang có là 24 triệu. Ok, sắp tới ạ. Chị tên là cái gì Liên? Em là Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Liên à, Nguyễn Thị Liên ở gần ngay đây luôn hay sao Liên? Dạ em ở gần đây mà đang cho con bú ấy nhỉ. Đang cho con bú ấy nhỉ. Bà con rất là nhiều. Hôm nay là thật sự một cái chương trình này rất là hay, rất là có ý nghĩa luôn. Bà con ơi nhớ xem nha bà con nha. Cảm ơn bà con. Chóng mặt không chị? Mệt quá. Mệt quá hả? Không sao. Vẫn khỏe nha bà con. Bà con cứ yên tâm, Lê Giang sức trâu à. Lê Giang sức trâu à. Trai chị, con trai chị ạ. Phải vô mồm thằng nhỏ ra. Ủa cái gì mà tôi thui vậy? Sao cái gì mà tôi thui vậy? Hả? Trời ơi. Trời ơi. Chị đứng tới rúng con chị thôi đó. Tôi rúng con chị thôi. Tôi đang bị rối loạn tiền đình, rồi bệnh biếu, rồi thận. Tôi rất áy náy vì tôi là trụ cột trong gia đình, nhưng mà tôi không làm được việc gì lo cho vợ con. Gánh nặng vợ tôi phải gánh. Giờ thả nhẹ qua đây, thả nhẹ qua đây. Đây sao đấm được? Đây sao đấm được? Ta thả giống như vậy. Ai bánh mì không? Ai bánh mì không? Yeah. Một đông lạnh không có em trong tay. Để mình anh chỉ vào buồn. Hôm nay bye bye. Ngồi nơi đây vắng lặng. Còn dưng anh vẫn chờ. Thương quá trời thương rồi. Gia đình khóc sụp đó trơn rồi. Sụp nguồn rồi. Mấy nhỏ khóc quá khóc luôn rồi. Nó kêu chú Tấn. Bây giờ chú Tấn nói sao? Chú Tấn khóc luôn rồi. Chú Tấn nói coi. Nói. Chưa bao giờ em thấy bất lực. Trời ơi, em thấy bất lực. Em muốn thẳng dễ sợ luôn. Sợ mất tiền hết đi. Sợ mất hết tiền. Xin lỗi chị, còn có nhiều đó. Dạ không sao. Quý vị ơi, lần đầu tiên người chơi của chúng tôi khi chơi về đây đem về số tiền 17 triệu là quá lớn quý vị. Đối với Hương là quá lớn vì có nhiều người chỉ đem được 7-8 triệu thôi. Nhưng mà Kiều Minh Tuấn về là khóc luôn, nói là em quá bất lực. Em chơi game mà em thấy em không đem được nhiều tiền cho chị. Nhưng đối với người nghèo số tiền 17 triệu là nhiều lắm quý vị à. Tuấn không có nên là tự trách bản thân. Tuấn đã quá xuất sắc kiếm được số tiền rồi. Lần đầu tiên người chơi khóc luôn là vì sợ bất lực không đem tiền về. Hai đứa nhỏ nó khóc luôn. Ôm chú Tấn đi con. Cảm ơn chú Tấn. Trời đất ơi.